Ngày 23 tháng 9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang xác minh vụ việc đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Gò Công Tây điều khiển xe ô tô khi đã uống rượu bia và xảy ra va chạm giao thông. Trước đó, tối ngày 22 tháng 9, Thiếu tá L, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Gò Công Tây điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 50 hướng thành phố Mỹ Tho về thị xã Gò Công. Trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở nút giao quốc lộ 50 và đường huyện 25C thuộc huyện Chợ Gạo, ô tô của thiếu tá này bị một xe máy do thanh niên điều khiển chạy cùng chiều va chạm. Cú va chạm làm hai xe chỉ bị trầy xước. Nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang có mặt, đưa người điều khiển hai xe trên về trung tâm y tế huyện Chợ Gạo, đo nồng độ cồn. Kết quả, thiếu tá L có nồng độ cồn trong cơ thể ở mức 0,54mg trên 1 lít khí thở.